đi đến kinh nhật chưa anh? Chưa, xe này là để mua chưa làm cái gì, nguyên si xe như nào thì như vậy, tính cái thứ nguyên si cho khách hàng cảm nhận nó chân thực nhất. Anh trước khi lên để anh đẩy cho em hai cái gương rồi là theo cái vị trí lái của mình hàng ngày mình đang đi, sở trường của mình đi như thế nào. Vô lăng cũng vậy, vô lăng của anh có thể cho đi lên lùi xuống bằng cái cần nhỏ đấy, đấy là do anh thôi, đấy là do cảm nhận của anh. Còn thấp hay là cao thì cũng là phần này chắc anh biết rồi, đây do anh điều chỉnh này, anh cài dây an toàn cho em nhé. Anh cảm thấy thoải mái nhất thì anh hãng chạy, ví dụ từ chân ga, chân phanh, vị trí như hai vị trí gương rồi là vô lăng, rồi vị trí ngồi của mình. Mình thoải mái thì khi mình chạy. Hướng thì anh em mình sẽ chạy. Có thể ở xung quanh khu quảng trường. Hai là có thể anh đi chỗ này cho anh chạy vòng cái đường quanh quanh ở khu vực ở đây như vành đai ở ngoài này. Mới chạy vòng đó. Đấy thì tại vì là điều kiện nó chỉ bọn em chỉ được chạy như vậy thôi. Không không là xa. Còn về cần số thì anh đã sử dụng cái số mẹt để em hướng dẫn lại phần nữa. Hướng dẫn đi cho đây anh cứ dẫn phanh giúp em nhé. Demo thôi, demo chữ ấy thì thay vì anh cầm cái cần số anh gạt xuống như này, đúng không ạ? Hoặc là gạt lên để lùi, gạt xuống để đi, thì thay vì thế thì anh ở trên vô lăng đây. Anh nhìn cho em là em gạt mạnh tay xuống. Anh nhìn đi ạ, D1 bắt đầu là gạt số để mình đi. Còn nếu mà anh gạt mạnh lên trên này, L này, bắt đầu là nó sẽ hiển thị đây thì là lùi nha anh nhá. Còn nghỉ thì anh chỉ cần nhẹ thôi, đấy là mo. Nếu anh dừng phanh tay đúng kiểu là parking đấy, anh ấn vào với cái nút này, nút bàn này. Đúng rồi, nó phải P luôn. Đó, thì là anh có thể xuống xe hoặc là bình thường. Thật ra là trong trường hợp anh tắt máy đi hoặc là anh mở cửa ra cái là nó cũng tự động về P luôn. Đấy, cũng tránh trường hợp mình quên. À, tắt máy mở cửa đều về hết rồi. Đúng rồi, đỡ bị trôi xe. Đấy, ví dụ bây giờ em đang để D đi, anh cứ dấp phanh bình thường nhé, anh mở cửa ra xem. Thì mở ra xem. Đó, nó về P luôn, tránh trường hợp mình bị ảnh hưởng đến vấn đề không an toàn. Đấy, rất là an toàn. Nó từ cái rất là nhỏ, khi mình sử dụng thì mình mới phát hiện ra. Đấy, bây giờ anh xuất phát được chưa? Ok, bây giờ mình cài xuống, mình chạy. Em đứng nghe, mạnh à? D1 à? Cứ đi thôi đi. D không được không? Cứ đi bình thường. Tự động hết mà. Cho nhỏ cái gió này. Rồi. Kính trong nhỉ? Trong. Cái da kính này không nên dán. Đúng rồi, không nên dán nó đúng. Rõ, tao bảo mày dán. Dán là sai lầm. Ở kính trước thì mình dán nó cũng đúng đấy. Thì nó sẽ kính trước thì nên dán. Còn hai cái kính này, hai kính hai bên nếu các anh ở không dán thì các anh cũng nên độ thêm một cái rèm. Rèm che một chút. Ban ngày thì nhìn nó còn giữa, như ban tối nó nhìn rất là khó. Ok. Đi nó mượt mà, đi nó không mệt. Bàn này anh. Bàn này là 1 tỷ, tiếp nhất là 1 tỷ 749 đấy. Giá thì nó sẽ có những cái phần ưu đãi nhỏ thì kèm theo tùy từng tháng. Nhưng con này nó đủ hết rồi thì còn ưu đãi về giá thôi, chứ còn làm gì về trang bị gần như không có gì thêm nhỉ? À vâng, tất nhiên thì xe này nó đủ hết rồi. Mình có làm thì cũng loanh quanh ở cái thảm, loanh quanh ở cái dán kính. Nhưng mà cái lẹp liên trang trí thì cũng nói, độ thêm cái gì thì em cũng nói. Nhưng mà những cái mà cơ bản nhất để mình cảm giác là nó hoàn thiện một chiếc xe thì mình sử dụng thì có thể thêm, đó là thêm dán kính cách nhiệt vì thời tiết ở Việt Nam này. Và thêm cái thảm hoặc không thảm cũng được. Vì bản thân là đây nó đã kèm theo xe, là trước khi anh nhận xe này có một cái thảm chính hãng rồi, nhưng mà nó là thảm nỉ. Nếu mà thảm nỉ thì gọi là có thể mình gọi là thảm để mình sơ cua thôi, vì nó sẽ hôi. Điều kiện mà mùa đông mà nó mưa phùn các bác ấy thì là nó sẽ lâu khô, nó hơi khó. Mình nên làm một cái thảm da. À thảm 5D đấy à? Đấy, dạng như thế thì mình sẽ sạch sẽ hơn, lau chùi rồi xịt sẽ cần sạch hơn. Anh Đạo cảm giác như này thế nào? Đi theo nữa. Ok. Miễn sao là anh em mình cũng loanh quanh khu thành phố này không vượt quá 10 km là được. Tránh cái việc phải đi xa ngoài kia thì chúng em nó không bao được hết. Nó chắc nhỉ? Chắc. Đây. Đây anh thấy. Đây là có bao nhiêu chế độ lái? Chế độ lái này hơi nhẹ đấy. Chế độ này đang là chế độ comfort thì nó sẽ êm ái. Còn nếu mà chế độ
Sport thì nó sẽ phù hợp với đường trường hơn. Đây ví dụ em đang đẩy lên Sport thì anh thấy tự nhiên chân ga của nó trễ lại chưa? Nặng. Nhìn nhá, bây giờ em đẩy lên Sport tiếp này. Sport cộng này. À. Đấy, bắt đầu mô men xoắn nó đẩy lên. À. Anh đi cảm giác chân phanh, chân ga rồi là kể cả vô lăng của anh sẽ cứng hơn. Thế chân ga nó rít lại chân đúng không? Ga nó nặng hơn. Ừ. Với em đẩy Comfort thì nó sẽ chuẩn nhất. Cái individual thì cái này là cá nhân hóa. À. Cá nhân hóa đây tức là đây này, anh nhìn đây tức là nó động máy cơ này. À. Đây nhá. Mình sẽ cá nhân hóa trong trường hợp là nó sẽ như gọi Comfort hoặc là Sport đấy thì nó là dạng theo gói rồi. Gói đấy thì người ta sẽ cài đặt sẵn. Vâng. Tích hợp là máy như thế nào, vô lăng như thế nào. Nhưng mà cái individual kia là cá nhân hóa, tức là anh thích cái vô lăng nó nhẹ như là Comfort. À. Nhưng mà máy anh phải chạy là Sport Girl. À. Thì nó sẽ là cá nhân hóa riêng biệt khác nhau. Đạt được hết đó. Đó, riêng như thế là đây ví dụ đây. Đúng không ạ? Vâng. Đây này, Sport này tức là máy này. Rồi. Vô lăng này, Comfort này, ESP này. Đấy, nó đặt riêng từng cái một đúng không? Đặt riêng từng cái đúng không ạ? Cài đặt này. Đây. Dẫn động này, các thứ này. Dẫn động này. Dẫn động này. Đây là dẫn động mình đang để cái Sport này. Vâng. Để cho nó khỏe đúng không? Đúng rồi. Kể cả mình để cái dẫn động sang Comfort cũng được. Dẫn động cầu trước hay sau? Dẫn động cầu sau. Hệ thống lái thì mình để Comfort cho nó nhẹ này. Nếu mà để Sport thì sẽ cứng hơn. Ừ. Nhiều động cơ thì là phải là Sport nữa. Sport đúng không? Lái nhẹ nhưng mà máy bốc cả. Đấy là đang mình đã đang như vậy thì nó sẽ. Bây giờ nó có tiếng Việt hết cũng tiện nhỉ. Tiếng Việt, màn hình cảm ứng này, rồi phải 5 inch này, vuốt này vuốt xuống rất là mượt này, như một cái chiếc iPad này. Đó. Hoàn toàn rất là dễ sử dụng. Nó có những tính năng gì nhỉ? Có không? Có gì đặc biệt không? Cruise control này, cái hạ tốc độ này, cái đấy đơn giản. Giác cảm siêu lốp. Nói về an toàn thì nó rất là nhiều. Có phải là trên bảng catalog thì anh sẽ có cái ESP rồi chống gió ngang rồi là hỗ trợ lên dốc chế độ hold rồi rất nhiều những cái khác kèm theo. Con này cũng 7 từ khí đây nhỉ anh ạ? Con này là 7 từ khí, con này sẽ là 7 từ khí. Còn ra về công nghệ, đây là công nghệ hệ thống màn hình mới. À đây con này mô UX cái gì đấy đúng không? MBUX nhỉ. Ồ bọn này thiết kế hay nhỉ. Tức là bình thường những con xe khác nhìn đây là quả bóng đồ vật cái này nhưng đây không bị cái gương nó dựng cũng không bị luôn, không cần thám nữa gì. Đúng rồi, mày nói nào thì chất phết. Chất lượng gương nhìn nó trong là nó đỡ bị phản quang. Phản quang. Và khi mình chạy nhanh ấy, mình tự nhiên mình thấy xe nó lại đi rất là bình thường. Chứ anh đi buổi tối đèn sáng lắm, đèn riêng đèn mát thôi rồi luôn. Đèn của mẹ có đèn mắt LED có cái gì không? À bản này thì nó là đèn thường. Cái này chắc chỉ full LED thôi nhỉ? Full LED. 20 phần. Cái là đèn tự động, đèn mưa tự động. À cái đấy thì chắc chắn rồi, cái là tự động. Cái này có đỗ, chắc là đỗ có đỗ có hỗ trợ đỗ xe tự động. Có chứ. À. Đỗ tự động đầy đủ hết. Nhưng mà những chuẩn thiếu gì? Vào ra những cái đấy nó phải có vạch thì mới chuẩn nó mới đỗ được anh nhỉ? Không, cái đấy thì thật ra là ví dụ như là khoảng cách giữa xe vào và cái xe mình cần là hai xe ở giữa. Tức là cái đó thì nó ở cái điều kiện ở đường Việt Nam thì hơi khó dùng. Không nhưng mà nó phải có vạch thì mới vào được chứ đúng không? Không cần. Không cần vạch đâu. Thế như các siêu thị hoặc là các tòa nhà nó có vạch. Thế thì vạch thì này nó không phải là tính theo là mình lùi đỗ bằng vạch. À. Mà mình lùi đỗ bằng vật cản. Vật cản nó có ra là nó quét. Ví dụ như là hai cái cây hai bên, hai cái trụ hai bên. Vâng. Hoặc là hai cái xe ô tô này hai bên thì mình lùi vào giữa hoặc là mình ghép ngang vào giữa giống như mình đi bằng lái xe nhưng mà thay vì là vạch thì không phải. Vạch thì lại không cần phải là hỗ trợ tự động. Thì mình lại nếu đã có vạch rồi thì nó không phải vật cản rồi thì mình có thể chủ động chạy bình thường. Đấy. Cái này nó hỗ trợ ví dụ cho phụ nữ mà lái kém mà muốn vào ghép ngang ghép dọc. Đấy, đường phố ví dụ vào quán xá này, xe đặt ở giữa đường ấy nhưng mà điều kiện ở Việt Nam mình thì hơi khó. Xe nó thiết kế chắc đang đi túc sân nhưng còn này chuẩn bị làm lại gầm thì có thể chắc mới.
Thế tí phải đi với con S kia cơ, con S kia thế đúng rồi. Tại ra này mới lấy 2-300 chứ nó biển này này. 2-300 tinh lên đi. 2-300 bao giờ? 2 tỷ, 3 tỷ chăng nhỉ? Hơn 3 tỷ. Chắc đang đợi thuế. Cái này được ưu đãi nhỉ? Sắp ra trong nước mà. Bây giờ nhá, đi thật sao? Đi thật chậm thôi, thẳng lái. Xem này. Ở đây không có, sang điểm này. Anh đi đến sau con đít con đấy, xe lùi đó, anh vòng lại. Đấy, anh vòng lại để song song với anh kia để em bảo anh lùi ghép vào. Nó sẽ tự lùi vào trong kia thôi. Đấy là ghép dọc, còn ghép ngang thì là ghép ngang khác, ghép ngang thì nó còn hay hơn nữa, thì ghép dọc thì dễ hơn. Ghép ngang. Mazda này đi quảng cáo xe này. Mazda. Mazda. Cái câu lạc bộ. Mazda CX-8. CX-8 là bản phóng to của CX-5. Đây nhá, anh đi chậm nhá, anh đi bật nào. Rồi, ok, anh thẳng lái cho em, phanh lại, phanh nhẹ thôi. Rồi, đây, đây. Rồi cứ thẳng lái thế, cứ thẳng lái cho em. Rồi, để em bật cái này lên, anh xi nhan bên này. Rồi, cứ thẳng lái cho em, cứ thế thôi. Bỏ tay ra. Cứ đi rồi để em nhìn. Chưa, lúc nào nó báo kìa. À, đây phanh, nó, phanh. Nó quét nhá, cứ phanh thôi nhá, để em bảo nhá. Nó quét rồi, à. Vẫn quay đúng không ạ? Ờ. Bây giờ cái này nó sẽ hỏi mình là mình lùi đầu vào hay là mình lùi đít vào à. Tức là mũi tên này này, tức là lùi vào đây thì nó đầu nó đánh vào à. Còn nếu mà lùi đít thì nó ra đây, bắt đầu nó sẽ bẻ vào đây thì đầu ra ngoài. Mình chọn hướng thì rồi. Mình chọn cái hướng nào thì mình sẽ theo làm theo cái hướng nó chỉ đi. Được nhá, ví dụ em đây nhá. Đúng không? Rồi. Đây này, nó đang chỉ đây. Bây giờ, anh chỉ ấn R đi à. Lùi lên, lùi mạnh không? Mạnh vào cho em. Đấy, rồi, bây giờ anh thả chân ra nhưng mà vẫn để mím mím một tí vào giúp em trong trường hợp. Đó. Đây là mình tự chọn quay là, luôn mình chọn là đi vào bằng đầu cắm đầu cắm đầu. Hay nhờ, hay nhờ, cắm đầu luôn, bỏ tay 100% luôn à. Cam nó lên đâu Thịnh nhỉ? Cam trong vắt kia nhỉ? Thế đến kia nó biết phanh không đấy? Phanh thì phải phanh kệ nó đang già phanh cho anh ấy, không sao. Hay nhờ. Tốt lắm. Anh yên tâm. Hay chưa? Đây à, cái đỏ nó dừng này, dừng này. Ký. À nó trả thẳng lái luôn này. Rồi đợi tí nhá, anh cứ giữ thế nhá. Yeah. Bây giờ là mình muốn ra đúng không? Để em xem là anh dẫn phanh rồi đúng phanh không? Phanh rồi đấy. Ừ. Anh thử thả nhẹ ra xem nào. Thả nhẹ. Phanh. Nó lại ra rồi. Đó. Nó vẫn đang xanh này, nó vẫn đang hoạt động. Anh thử nhả nhẹ thôi. Kệ nó. Thử thôi. Nhả tiếp xem nào. Không người đâu. Kệ nó. Nó đang ra. Hay là để nó cắm đâu, nó cắm đít rồi đấy. Không. Thằng này nó đang nó báo hết cái vạch xanh này nữa. Rồi. À, đây là nó ra cho mình anh ạ. À, nó ra, nó đang đánh ra. À không. À nó chỉnh. Chỉnh để cân bằng hai bên à. Để mình mở cửa ra cho nó chuẩn. À, rồi. Ngày kinh trải nghiệm. Xong rồi đấy. À, lúc kia nó báo bên kia là đỏ cái kiểu như là nó chạm cái xe bên kia là mình không ra được đúng không? Rồi, do là tính đỏ là nó đang nó tính khoảng cách chỉnh hai khách. Bây giờ anh dẫn phanh cho em. Để em lùi xem nào. Xem nó có kia nó đang báo bên tay trái có cái vạch màu vàng. Tức là xe okay. Xít đúng không? Anh xử xi nhan trái đi. Trái à? Trái phải cũng được, thế nào cũng được. Đấy, bây giờ nó hỏi mình là ra bên nào? Ra tiếp đây này, ra bên phải hay bên trái này. Ừ. Đó. À, tức là nó không tự động 100% mà nó vẫn mang tính bán tự động. Nó phải hỏi mình ra bên nào chứ. Vâng. Ví dụ bên kia mình phải nhìn bên này đang vướng thì mình phải ra bên này. Vâng. Đúng không? Ra bên phải đi. Ở đây để em xem nào. Đó, phải anh thả tay ra. Thả chân phanh ra, nó tự ra thì kệ. Hay nhờ. Cái này bằng cảm ứng anh chỉ kích vào thôi, không cần phải. Hay quá nhỉ. Con Focus ngày xưa nó cũng lùi được tự động mà, nhưng đấy. Không biết nó không hiện đại như này. Lùi tự động 100% này. Mình cứ mà bằng cảm ứng thì mình cứ chí vào thôi. À. Tự động chạy thôi. Nếu như mà mình bằng tiếng Anh là chuẩn là mình người nó có biết phanh không? Phanh chứ. Nếu mà bằng tiếng Anh chuẩn là mình nó nói là nó tự đi đấy nhỉ? Nói là nó phanh tiến lùi như nào là được. Hay quá. Nó ra thẳng luôn. Hay nhỉ. Đấy, phải trải nghiệm như này mình mới hiểu hết tính năng, còn đi kiểu vòng vòng kia thì nó không hết được. Đấy, nó bảo là anh cầm ra này, nó chỉ vào tay lái này. Hay cầm nhỉ? Vào đấy, đấy. Mình ga là nó sẽ bắt ga là nó biết. À cái này có cam, không có cam 360 nhỉ? Chưa. Cam 360 phải là bản không nhận cái cam lùi led rồi đấy. Trong mắt nhỉ.
Anh chị thấy xem mình trải nghiệm cái gọi là đủ đỗ tự động thấy nó hay thì anh chị có cần thêm thông tin thì comment bình luận và cho vui nhá. Ok ok, cảm ơn anh. Còn kênh của anh Ninh rồi là có thể là có nhu cầu trải rồi. Nghiệm xe thì liên hệ với em Bắc Phạm Hùng anh nhỉ? Phạm Hùng số 11 Phạm Hùng, Mercedes-Benz Anzu. Ok, sát cạnh Toyota Mỹ Đình. À rồi, rất trân trọng, rất mong muốn được phục vụ quý anh chị. Rồi, cảm ơn anh. Hỏi có khi xin dừng màn ở đây đến chuyển sang